Vị trí đầu tiên, lò hạt nhân bị ám. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl độc ngột phát nổ, dẫn đến một thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Tổng số thương vong lên đến hàng trăm nghìn người. Và trong số đó, đã có không ít người phải chịu một cái chết cực kỳ thảm khốc do chất phóng xạ gây ra. Cho đến tận ngày nay, những khu đất bao quanh lò hạt nhân vẫn còn những bức xạ gây nguy hiểm. Cũng chính vì điều đó mà các tòa nhà như thế này đã bị bỏ hoang hơn 35 năm nay. Và cách đây 2 tháng, có một đội điều tra huyền bí người Ý đến từ kênh YouTube BIT đã tổ chức một chuyến tham quan ngắn tại thị trấn Ma này. Đi cùng với nhóm ngày hôm đó là một hướng dẫn viên du lịch đầy kinh nghiệm Alex. Nhiệm vụ của Alex là phải tìm ra những lối đi an toàn để dẫn dắt nhóm BIT đi qua khu vực nguy hiểm này. E dobbiamo completamente cancellare tutte le abitudini che abbiamo. Tutte. Ed è una cosa difficilissima. È difficilissimo, ma anche solo appoggiare uno zaino momentaneamente per terra. Non si può. Appoggiare, non lo so, non puoi legarti la scarpa. Per legarti la scarpa, non si può. Raga, è veramente una cosa difficile. Guardate, da solo fare. Così. Cioè, questo è un contatore Geiger, misura le radiazioni. Solo per dirvela brevemente, siamo a 1,40, 1,50 e contate che la soglia massima. Lúc này nhóm không thể tiến sâu hơn vào bên trong được nữa vì mức độ phóng xạ đã vượt quá mức an toàn, nên nhóm đã quyết định dùng một chiếc xe điều khiển từ xa và gắn lên nó một camera GoPro. Sau khi điều khiển chiếc xe chạy một vòng bên trong các dãy nhà đang bị bỏ hoang kia để tìm ra những điều bất thường có thể xảy ra, nhưng khi đó cả nhóm cũng không thấy gì. Cho đến khi họ trở về nhà và xem lại đoạn phim thì cả nhóm đã phát hiện ra điều kỳ lạ này. Khi đó tất cả các thành viên trong nhóm đều đứng bên ngoài, cách khu vực nhiễm phóng xạ vài trăm mét. Vậy, cái bóng này là của ai? Vì đã quá thời gian được phép ở bên trong khu vực nguy hiểm, nên cả nhóm đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực đó. Một đêm khác, nhóm chỉ có một cơ hội duy nhất để khám phá khu bệnh viện Chernobyl đã bị bỏ hoang từ lâu. Khung cảnh nơi đây đã chứng minh một điều là tòa nhà đã phải gánh chịu một thảm kịch kinh hoàng. Người ta nói rằng những oan hồn vẫn còn vương vắng nơi đây. Và sau khi tìm hiểu về những câu chuyện ma như thế, nhóm BIT đã quyết định mở ra một cuộc điều tra tại khu bệnh viện được cho là đầy ma này. Cos'era? Ok, l'avete sentito? Sì, ma di brutto era di là. Sì, sembrava uno strumento, qualcosa che si spostava. Liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra, nhưng cả nhóm không ai có thể xác định được là những âm thanh đó phát ra từ đâu. Lúc bấy giờ, nhóm đã sử dụng máy đo thân nhiệt để ghi hình, thì họ đã phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ như thế này. Lúc này Paolo, một thành viên trong nhóm đã nói rằng anh đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ. Nó rất giống hình dáng của một người đang hiển thị trên máy quay đo thân nhiệt. Quá tò mò, cả nhóm tiến lại gần thứ đó hơn thì họ lại phát hiện ra những dấu vết không thể giải thích này. Lúc này Paolo và Simon thật sự bị sốc khi camera đo thân nhiệt đã hiển thị những dấu vết giống hệt như những dấu chân người xuất hiện nổi bật trên nền nhà gần cái nơi đã có bóng người xuất hiện khi nãy.
Đang hoang mang thì cánh cửa ngay phía sau lưng của Paolo đột nhiên đóng sầm lại. Nhưng những sự kiện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Đột nhiên ngoài hành lang bệnh viện khi đó phát ra những âm thanh kỳ lạ như thế này. Jack, arriva da quella porta, c'è una porta socchiusa, Debbie. Jack, arriva da quella porta lì. Arriva da quella porta lì. Arriva da quella porta lì, è socchiusa. C'è una voce. C'è qualcuno. Arriva da lì, guarda, ti faccio vedere. Sai cosa mi sembra? Porca vacca. Cosa? Porca vacca. Bạn có nghe thấy không? Có những tiếng nói thì thầm đang phát ra từ hành lang. Jack, arriva da quella porta, c'è una porta socchiusa, Debbie. Jack, arriva da quella porta lì. Jack. Arriva da quella porta lì. Arriva da quella porta lì, è socchiusa. C'è una voce. Sau sự kiện kỳ lạ đó, cả nhóm đã rút khỏi tòa nhà đáng sợ đó. Và nếu như bạn muốn xem chi tiết hơn, thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube BIT để xem kỹ hơn nhé. Vị trí thứ hai, bóng đèn mà quái. Một đoạn phim được lấy từ một camera an ninh tại một công sở ở Australia. Trong đoạn phim đã xuất hiện một thứ gì đó đen tối. Nó đang lượn lờ trước hành lang cầu thang. Có rất nhiều người sau khi xem qua đoạn phim này tin rằng đó là một linh hồn đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà này và nó đang cố tìm cách để thoát khỏi tòa nhà này. Có một chi tiết nhỏ trong đoạn phim đáng sợ này, đó là dường như cái thứ đen tối kia ngay tiếp xúc với người Dương, bởi rõ ràng nó đã biến mất khi người đàn ông kia xuất hiện. Và ngay khi người đàn ông kia đi mất thì cái bóng đèn tối đó lại xuất hiện và bay lượn lờ khắp hành lang.
sẽ rất tuyệt vời nếu như bạn thực hiện hành động đẹp này, bởi nó sẽ mang lại một ý nghĩa rất to lớn đối với kênh. Và sau khi hành động đẹp đó được thực hiện thì bạn và kênh đã trở thành bầu tèo rồi đấy. Bây giờ thì xem tiếp video nhé. Vị trí thứ hai, vệt sáng ma quái. Một người dùng YouTube có tên là Devin TV đã chia sẻ một đoạn phim được lấy từ một camera an ninh. Chiếc camera an ninh này được đặt bên hông nhà của anh ta, và gần đây thì nó đã bắt được một thứ gì đó đang ẩn nấp xung quanh nhà của anh ấy. Devin không để lại bất cứ thông điệp nào cho đoạn phim kỳ quái này. Chỉ có những người đã xem qua đoạn phim này thì họ nhận xét rằng có thể do chiếc camera đã bị lỗi trục trặc nào đó. Cũng có thể đó là một con vật hay là một con côn trùng mà thôi. Còn bạn thì sao? Bạn có đồng tình với những ý kiến đó không? Hay bạn có câu trả lời khác? Nếu có, thì đặt câu trả lời của bạn dưới phần bình luận nhé. Tenangkan dirimu. Saya hanya ingin melepas belenggumu. Saya enggak akan melukaimu asal kamu manut, asal kamu nurut. Manut ya, nurut ya.